Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Trong chương trình tối nay, thứ tư, ngày 22 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Phát động phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa báo chí. Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và tỉnh Hủa Phăn chào xã giao và trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản tại Sơn La. Bộ Nội vụ quyết tâm nhiều đổi mới trong công tác quản lý công chức viên chức của hệ thống quản lý hành chính nhà nước. Ban Dân tộc và Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân phối hợp tổ chức lễ phát động phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí. Tới dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Phát biểu tại lễ phát động, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa là trách nhiệm, đồng thời cũng là vấn đề tự thân của mỗi cơ quan báo chí, người làm báo. Để phong trào xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất, các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo cả nước thiết thực hưởng ứng, thực hiện lan tỏa phong trào ra xã hội, duy trì thường xuyên liên tục tạo thành nề nếp, từ đó tạo thêm nhiều những sản phẩm báo chí có chất lượng, giàu giá trị văn hóa tốt đẹp, góp phần khơi dậy, định hướng những dòng chảy văn hóa tích cực trong đời sống xã hội. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã phát động phong trào thi đua và công bố tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam. Tiêu chí gồm 12 điểm với 6 điểm dành cho các cơ quan báo chí và 6 điểm dành cho người làm báo. Sáng nay, ngày 22 tháng 6, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và tỉnh Hủa Phăn do đồng chí Ót Phông Xạ Vẳn, Phó Chủ tịch không thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Trưởng Ban Tư vấn Kinh tế, Quỹ Đoàn kết và Phát triển Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La. Đón tiếp đoàn có đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Chào đón đoàn, đồng chí Nguyễn Thành Công đã bày tỏ vui mừng khi đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và tỉnh Hủa Phăn sang thăm và làm việc tại Sơn La. Đồng thời thông tin chi tiết một số nội dung chương trình làm việc với đoàn. Trong đó điểm nhấn là các hoạt động trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan đơn vị của tỉnh Sơn La về lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản, tham quan thực tế các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và tỉnh Hủa Phăn tại tỉnh Sơn La lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quan hệ hai nước, qua đó góp phần vun đắp thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào, Sơn La với các tỉnh Bắc Lào. Trong chương trình thăm và làm việc tại Sơn La, chiều nay dưới sự đồng chủ trì của đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Ót Phông Xạ Vẳn, Phó Chủ tịch không thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Trưởng Ban Tư vấn Kinh tế, Quỹ Đoàn kết và Phát triển Mặt trận Lào xây dựng đất nước, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và tỉnh Hủa Phăn đã chào xã giao tỉnh Sơn La và trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản. Dự buổi làm việc, tỉnh Sơn La có đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Tại buổi làm việc, tỉnh Sơn La đã thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng của tỉnh. Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tình hình kinh tế xã hội còn gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tỉnh Sơn La đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, vừa duy trì phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng, đạt được những kết quả quan trọng. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế được duy trì mở rộng, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của một tỉnh biên giới trong công tác quản lý bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới, thực hiện tốt hiệp định về quy chế biên giới quốc gia. Năm 2022, tỉnh Sơn La đã và đang chỉ đạo tổ chức rất nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác Việt Nam-Lào.
đồng chí Ót Phông Sạ Vẳn cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình hữu nghị mà tỉnh Sơn La dành cho đoàn và chúc mừng những kết quả tỉnh Sơn La đã đạt được. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn tập huấn chuyên môn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, công nghệ chế biến các sản phẩm quả tươi, hỗ trợ các loại vaccine phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, tạo thuận lợi hơn nữa trong việc xuất nhập khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản qua các cặp cửa khẩu tại địa phương. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lò Minh Hùng cảm ơn Mặt trận Lào xây dựng đất nước và nhân dân các bộ tộc Lào đã luôn quan tâm giúp đỡ, dành tình cảm tốt đẹp, sâu đậm cho tỉnh Sơn La và nhân dân Việt Nam trong suốt 60 năm qua. Tỉnh Sơn La mong muốn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và tỉnh Hủa Phăn cùng phối hợp để tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm, tăng cường giao lưu nhân dân, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, hiểu và có ý thức sâu sắc hơn trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống mối quan hệ đặc biệt thủy chung Việt Nam-Lào. Về các nội dung đề xuất của đoàn công tác, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Ủy ban Nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định để đưa vào biên bản chương trình hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Sơn La, Hủa Phăn trong thời gian tới. Để kịp thời xem xét, thẩm tra các dự thảo, nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, ngày 22 tháng 6, Ban Dân tộc và Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực. Dự thẩm tra có đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ngành có liên quan và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh. Về lĩnh vực dân tộc, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào các tờ trình và dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 3 chương trình quốc gia. Trên cơ sở phân tích, giải trình của các cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại phiên họp thẩm tra, cũng như sự cần thiết ban hành các nghị quyết. Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ thêm căn cứ pháp lý, xem xét bổ sung câu từ, diễn tả phù hợp, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, khẩn trương điều chỉnh và bổ sung hoàn thiện các tờ trình, dự thảo các nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chiều cùng ngày, Ban Kinh tế Ngân sách cũng đã tổ chức phiên họp thẩm tra đối với tờ trình số 90 về việc điều chỉnh một số nội dung nghị quyết 80 ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La. Các đại biểu đã trao đổi thảo luận, làm rõ thêm các nội dung trình điều chỉnh, như điều chỉnh nội dung tại khoản 5 điều 1 của nghị quyết 80 về cơ cấu nguồn vốn đầu tư, điều chỉnh nội dung tại điểm 9.1 khoản 9 điều 1 của nghị quyết. Kết luận phiên thẩm tra, lãnh đạo Ban Kinh tế Ngân sách đề nghị các cơ quan chuyên môn Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, hoàn thiện các tờ trình, dự thảo các nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 sắp tới. Bộ Nội vụ sẽ quyết tâm đổi mới, đi đầu thực hiện phân cấp, phân quyền theo tinh thần, chủ trương của Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nhất là trong quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống quản lý hành chính nhà nước. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. 6 tháng đầu năm 2022 và năm 2021, đi đôi với rà soát, cắt giảm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và chứng chỉ bồi dưỡng, Bộ Nội vụ đã thực hiện phân cấp triệt để công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch, thăng hạng, đảm bảo tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các bộ ngành địa phương. Và tới đây, Bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phân cấp phân quyền triệt để hơn, gắn với kiểm soát quyền lực trong công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bộ bây giờ chỉ có thực hiện mỗi cái việc đó là nâng ngạch đối với lại chuyên viên cao cấp thôi, còn phân cấp cho các bộ ngành địa phương hết. Phân cấp tới đây, Ban Tổ chức Trung ương sẽ trực tiếp là giao luôn trên cơ sở ý kiến của Bộ Chính trị và kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương là sẽ phân cấp triệt để
cái vấn đề quản lý và giao biên chế công chức viên chức cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý để đảm bảo quản lý một cách đồng bộ giữa biên chế của khối đảng đoàn thể cũng như là khối hành chính nhà nước. Hiện Bộ Nội vụ cũng đang triển khai đánh giá tác động về đội ngũ cán bộ công chức cấp xã để làm cơ sở cho việc nghiên cứu, từng bước đảm bảo xây dựng nền công vụ chung, liên thông giữa cấp xã với cấp huyện trở lên. Đặc biệt, Bộ cũng đã xây dựng nghị định kiểm định chất lượng đầu vào công chức, dự kiến trình Chính phủ vào tháng 9 tới. Một mặt chúng ta vừa tinh giản biên chế đưa ra khỏi bộ máy những người không đủ năng lực trình độ, nhưng một mặt chúng ta cũng phải tuyển dụng được những cái công chức có chất lượng để vào đáp ứng yêu cầu công việc, bảo đảm được cái vị trí việc làm. Trong tuần tới chúng tôi sẽ lấy ý kiến, gửi văn bản lấy ý kiến của các bộ ngành địa phương trên cái cổng thông tin điện tử của bộ, và khi tổ chức thì chúng tôi tổ chức thực hiện luôn chứ cũng không có việc thực hiện thí điểm. Bên cạnh đổi mới công tác quản lý cán bộ công chức viên chức, 6 tháng cuối năm, ngành nội vụ sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách, xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng, tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, đồng thời tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Hôm nay, ngày 22 tháng 6, Hội đồng Nhân dân huyện Sông Mã khóa 21 đã tổ chức kỳ họp thứ tư nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự kỳ họp có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kỳ họp đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội của huyện Sông Mã đã đạt được những kết quả tích cực, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 137 tỷ đồng. Công tác xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản được triển khai thực hiện. Các lĩnh vực an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, an ninh quốc phòng, đối ngoại được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Sau tháng cuối năm, huyện Sông Mã tập trung công tác sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản năm 2022, gắn với tổ chức Ngày hội Nhãn Sông Mã năm 2022, chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, tổ chức diễn tập ứng phó bão lũ, tìm kiếm cứu nạn xã Triềng Khong năm 2022. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị các điều kiện cho diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022. Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2021, chủ trương giao kinh phí thực hiện dự án trích đo địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Sông Mã, chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2023. Sáng nay, ngày 22 tháng 6, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố 5, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã. Chi bộ tổ dân phố 5 có 72 đảng viên, trong đó 14 đảng viên được miễn sinh hoạt. Trong tháng 6, chi bộ đã thực hiện nghiêm việc sinh hoạt thường kỳ theo quy định, kịp thời quán triệt đến đảng viên các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tổ chức học tập chuyên đề, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chỉ đạo nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy ước của tổ dân phố, tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhất là tiêm chủng mũi 3, 4 đối với người trên 18 tuổi, tiêm mũi 1 đối với trẻ dưới 12 tuổi. Tại buổi sinh hoạt đã thông qua quyết định của Đảng ủy thị trấn về phê duyệt quy hoạch chi ủy, các chức danh bí thư, phó bí thư, diện Đảng ủy quản lý của chi bộ tổ dân phố 5, nhiệm kỳ 2020-2023, 2023-2025, và triển khai nhiệm vụ tháng 7 năm 2022. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Tráng Thị Xuân đã thông tin về chuyến làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại tỉnh Sơn La, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, các chính sách an sinh xã hội, công tác quốc phòng an ninh và đối ngoại trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời đề nghị chi bộ tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, tập trung lãnh đạo nhân dân, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống. Ngày 21 tháng 6, Hợp tác xã Nông nghiệp Ngọc Hoàng, xã Đà Bó, huyện Mai Sơn đã thu hoạch đóng gói vận chuyển 1 tấn thanh long ruột đỏ xuất khẩu sang thị trường Pháp bằng đường hàng không. Từ đầu năm đến nay, Hợp tác xã Nông nghiệp Ngọc Hoàng đã xuất khẩu được 3 lô thanh long ruột đỏ với sản lượng 15 tấn sang thị trường các nước như Nga, Đức, Hàn Quốc, Pháp, Italia với giá là 26.000 đồng 1 kg, tăng 12.000 đồng 1 kg so với năm 2021. Để đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu quả thanh long sang các thị trường khó tính, Hợp tác xã đã tuyên truyền vận động bà con nông dân phát triển vùng thanh long bền vững theo hướng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xuất khẩu theo đơn đặt hàng. Hợp tác xã Nông nghiệp Ngọc Hoàng có 200 hectare thanh long được trồng tập trung ở huyện Mai Sơn, Thuận Châu
sản lượng thanh long mỗi năm đạt khoảng 3.000 tấn, trong đó xuất khẩu sang thị trường các nước khoảng 1.000 tấn, tiêu thụ khoảng 2.000 tấn trong nội địa. Hiện hợp tác xã đang tích cực triển khai các giải pháp trong hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu thanh long. Xã Tú Nang là một trong những địa phương có diện tích xoài lớn của huyện Yên Châu. Năm nay, người dân phấn khởi hơn khi xoài thu hoạch đến đâu, đều tiêu thụ hết đến đó. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết nên sản lượng xoài năm nay chỉ bằng 1/2 năm ngoái. Hợp tác xã Hương Xoài có 13 thành viên, trồng trên 30 hectare xoài tượng da xanh. Những năm gần đây, các thành viên hợp tác xã đều sản xuất xoài đảm bảo theo quy trình Việt Gáp. Nhờ đó, sản xuất xoài của hợp tác xã luôn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và có mẫu mã đẹp, được người tiêu dùng đánh giá cao. Tuy nhiên, sản lượng xoài của hợp tác xã năm nay ước đạt trên 450 tấn, chỉ đạt khoảng 50% so với năm 2021. Từ ngày thành lập hợp tác xã xong, các gia đình liên kết với nhau thì hiệu quả nó cao hơn. Việc liên kết thì từ khâu cắt tỉa này, từ khâu bón phân hoặc là thun thuốc bảo vệ thực vật thì học hỏi lẫn nhau, hoặc là bảo ban nhau thì đúng theo quy trình, gia đình nào cũng phun đúng theo quy trình thì cái hiệu quả nó cao hơn. Xã Tú Nang, huyện Yên Châu có diện tích xoài tượng da xanh gần 650 ha đang cho thu hoạch, sản lượng quả ước đạt 3.450 tấn, cũng chỉ bằng 50% sản lượng năm 2021. Quả xoài ở nhiều vườn đạt chất lượng tốt nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăm sóc theo hướng dẫn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết, nhiều diện tích xoài bị quả kẹ, xoài bi nên giá thành chỉ bán được với giá dao động 5.000 đến hơn 10.000 đồng 1 kg. Việc cùng với nông dân để kết nối để tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, xã thì cùng với huyện thì cũng tổ chức những cái buổi kết nối với những cái nhà tiêu thụ truyền thống. Ví dụ như là những cái bạn hàng truyền thống thì chúng tôi cũng đã chủ động kết nối từ rất sớm. Biến đổi khí hậu đang từng ngày, thậm chí nhiều năm ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, nhất là với ngành trồng trọt. Để thích nghi ứng phó kịp thời, nông dân cần quan tâm trang bị kiến thức khoa học, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao vào sản xuất để khắc phục, hạn chế thiệt hại do thời tiết gây ra. Ngày 21 tháng 6, tại Lào Cai, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức hội nghị rà soát công tác quy hoạch lưới điện, thẩm định và kiểm tra, nghiệm thu công trình điện xây dựng trên địa bàn các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình. Tại hội nghị, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tiếp thu và trả lời các đề xuất kiến nghị trên địa bàn các tỉnh. Trong đó, Tổng công ty miền Bắc tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng lưới điện khu vực tỉnh Sơn La đối với các danh mục công trình đã được quy hoạch, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đóng điện dự án trạm biến áp 110 kV Mai Sơn và đẩy nhanh tiến độ khởi công đóng điện trạm biến áp 110 kV Sơn La 2 Yên Châu. Về quy hoạch chung tỉnh Sơn La, công ty Điện lực Sơn La đã cung cấp thông tin dữ liệu, phối hợp rà soát nhu cầu phụ tải, sơ đồ kết dây lưới điện, tham gia góp ý với chính quyền địa phương về phương án mạng lưới điện. Tổng công ty Điện lực miền Bắc đề nghị các đơn vị phối hợp rà soát nhu cầu phụ tải để nâng cao chất lượng điện năng, đảm bảo lưới điện có tính liên kết, giảm tổn thất điện năng, đáp ứng mục tiêu phục vụ cung cấp điện an toàn, ổn định, vừa truyền tải công suất các nhà máy thủy điện trong khu vực lên hệ thống lưới điện quốc gia, phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn mỗi tỉnh. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Quyết liệt phòng chống dịch sốt xuất huyết. Trung tâm truyền thông văn hóa Mai Sơn nâng cao chất lượng tuyên truyền. Những ngày gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết liên tục tăng. Đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 60.000 ca mắc sốt xuất huyết. Dự báo số mắc sốt xuất huyết thời gian tới tiếp tục gia tăng và có thể bùng phát trên diện rộng. Trước tình hình đó, ngày 21 tháng 6, Bộ Y tế đã có công điện số 815 gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Để chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, kiên quyết không để dịch bùng phát, lan rộng và kéo dài, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo tổ chức đánh giá tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn và triển khai các biện pháp chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết, xử lý triệt để các ổ dịch không để dịch bùng phát trên địa bàn. Giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp chính quyền về nhiệm vụ chỉ đạo và huy động các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội phối hợp với ngành y tế triển khai chiến dịch
diệt lăng quăng, bọ gậy, đảm bảo tất cả các khu vực, các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra giám sát, xử lý các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các hình thức tiêu diệt lăng quăng, bọ gậy theo hướng dẫn của ngành y tế. Chỉ đạo Sở Y tế tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc mới, tập trung vào những nơi có ổ dịch cũ, có nguy cơ bùng phát dịch. Tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, duy trì đường dây điện thoại nóng phòng chống dịch sốt xuất huyết tại các đơn vị khám chữa bệnh, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh, loại trừ ổ lăng quăng, bọ gậy một cách hiệu quả. Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu được nguy cơ, sự nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết và hưởng ứng tích cực các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân và cộng đồng. Ngày 21 tháng 6, tại Trung tâm Hội nghị huyện Yên Châu, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Sơn La phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Yên Châu tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022. Ngay từ đầu giờ, đông đảo các tình nguyện viên trên địa bàn huyện Yên Châu đã có mặt tại Trung tâm Hội nghị huyện để tham gia Ngày hội hiến máu. Mỗi người đến đăng ký tham gia hiến máu đều ý thức sâu sắc ý nghĩa của việc cho máu đối với cộng đồng xã hội và với ngay cả sức khỏe của chính bản thân mình. Với tinh thần hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, Ngày hội hiến máu lần này đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của các tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân đến từ các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn trong toàn huyện. Tại đây, các tình nguyện viên đã được khám sàng lọc, xét nghiệm máu, đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu. Năm 2022, huyện Yên Châu được giao chỉ tiêu hơn 300 đơn vị máu với khoảng 500 người tham gia. Ngay trong ngày đầu tiên tổ chức hiến máu tình nguyện đã có gần 800 người đến khám sàng lọc hiến máu. Trong buổi sáng cùng ngày đã thu được gần 300 đơn vị máu. Những giọt máu hồng được cán bộ công nhân viên chức lực lượng vũ trang và các tình nguyện viên của huyện Yên Châu hiến ngày hôm nay sẽ góp phần đem lại niềm tin và hy vọng cho những người bệnh đang cần truyền máu với thông điệp hiến giọt máu đào, trao đời sự sống. Chiều ngày 21 tháng 6, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức đại hội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2022-2027. Nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, niềm tin cho đoàn viên thanh niên, thực hiện tốt các phong trào thi đua, tham gia nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và phòng chống dịch COVID-19, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Trong 5 năm, đoàn viên thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tiến hành tuần tra được gần 2.550 lượt và trực tiếp phối hợp bắt giữ, xử lý 569 vụ, 740 đối tượng, thu giữ trên 260 bánh heroin, trên 500.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật khác. Đồng thời, tham gia xây dựng khu vực biên giới, tu sửa được trên 118 km đường giao thông nông thôn, vận động xã hội hóa xây dựng 14 nhà đại đoàn kết và nhà đồng đội, 14 điểm trường tiểu học và mầm non khu vực biên giới với tổng kinh phí trên 3,7 tỷ đồng. Với khẩu hiệu hành động tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La kiên định, bản lĩnh, xung kích, sáng tạo, quyết thắng, nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các phong trào, tích cực xung kích trong công tác tuần tra kiểm soát, bảo vệ an toàn đường biên mốc giới, phấn đấu trong nhiệm kỳ giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp từ 15 đoàn viên ưu tú trở lên, 90% tổ chức đoàn vững mạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2022, các lực lượng chức năng của thành phố Sơn La đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng ngừa các loại tội phạm, tệ nạn ma túy dần được kiểm soát và kiềm chế, từng bước xây dựng địa bàn không có nạn ma túy trên địa bàn. Trong 6 tháng đã lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 50 người, lập hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy 21 người, đề nghị cai nghiện tự nguyện tại gia đình cộng đồng 10 người. Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy đạt hiệu quả cao, phát hiện bắt giữ 99 vụ việc về ma túy với 106 đối tượng, giảm 4 vụ, 8 đối tượng so với cùng kỳ năm 2021. Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống ma túy học đường và thanh thiếu niên, 100% cơ quan đơn vị doanh nghiệp trường học trạm y tế, 40,8% bản tiểu khu tổ dân phố, 2 trên 12 xã phường đạt tiêu chuẩn không có tệ nạn ma túy. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống và kiểm soát ma túy giai đoạn 2021-2025, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào quy chế làm việc của Ban chỉ đạo, thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, quyết định thành lập các tổ giúp việc Ban chỉ đạo. Tiếp sau đây là tin tức phóng viên vừa cập nhật. Cơn mưa kéo dài trong chiều nay, ngày 22 tháng 6, tại thành phố Sơn La đã làm cho một số tuyến đường bị ngập nước, nhiều phương tiện chết máy, đường tắc. Lực lượng công an Sơn La đã ra quân có mặt khắp các ngã đường giúp dân. Khu vực trung tâm thành phố Sơn La, nước đổ về nhanh, ô tô, xe máy di chuyển rất khó khăn. Tại các tuyến đường như Trần Đăng Ninh, ngã ba Quyết Thắng,
và nhiều tuyến đường trung tâm hướng đi Lê Duẩn, phương tiện di chuyển phải nhích từng mét một. Nhiều xe ô tô do mưa lớn kéo dài, mực nước dâng cao đã chết máy. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh, cảnh sát giao thông công an tỉnh và các đội nghiệp vụ công an thành phố Sơn La đã được huy động để làm công tác cứu hộ. Lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Sơn La cũng được huy động tối đa tại các tuyến đường trên địa bàn để làm nhiệm vụ phân luồng, tránh gây ách tắc cục bộ kéo dài. Sau đây là tin cảnh báo mưa dông trên phạm vi tỉnh Sơn La. Hiện nay, qua theo dõi trên ảnh radar thời tiết cho thấy, mây đối lưu đang hình thành trên xốp cụp sông Mã, Thuận Châu, Mai Sơn. Cảnh báo trong những giờ tới, vùng mây này tiếp tục phát triển gây mưa rào và dông tại các huyện trên, sau đó lan sang các huyện Quỳnh Nhai, Mường La, Yên Châu, Bắc Yên và thành phố Sơn La. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Mai Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đài Truyền thanh Truyền hình và Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện. Ngay sau khi đi vào hoạt động theo mô hình mới, trung tâm từng bước đổi mới, cải tiến nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng các chương trình truyền thông và các hoạt động văn hóa thể thao trên địa bàn. Xác định đội ngũ cán bộ là yếu tố quyết định đến việc nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Mai Sơn luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ phóng viên, kỹ thuật viên vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, vừa có trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Ngoài nhiệm vụ tiếp sóng các chương trình phát thanh truyền hình của Trung ương, của tỉnh, từ đầu năm đến nay, trung tâm sản xuất 129 chương trình truyền thanh với gần 500 tin bài phóng sự, chuyên mục bằng hai thứ tiếng, phổ thông và Thái, sản xuất 32 bản tin truyền hình, cộng tác với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh. Trên cơ sở của thông tin truyền tải đại chúng như vậy thì cũng đã phổ biến được những cái mô hình hay và những cái cách làm hay của những cái hộ hợp tác xã và những hộ nông dân mà làm tốt, điển hình, thì để góp phần tích cực vào xóa đói giảm nghèo. Để đáp ứng với khối lượng công việc, đội ngũ cán bộ phóng viên thường xuyên bám sát địa bàn, kịp thời cổ vũ tuyên truyền các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực để tạo ra những tác phẩm báo chí có chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của nhân dân. Trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 như hiện nay thì đối với mỗi người làm báo như chúng tôi thì cần dung hòa với sự phát triển của công nghệ thông tin, sự tiến bộ của khoa học để áp dụng vào sự phát triển của báo chí. Đồng thời đòi hỏi người làm báo phải có bản lĩnh, có đạo đức và trí tuệ để biến những ứng dụng công nghệ thành công cụ phục vụ cho công chúng. Để những cánh sóng đến được với nhân dân, đội ngũ kỹ thuật viên của trung tâm không ngừng sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp sóng. 26 năm gắn bó với nghề, anh Vũ Minh Trường đã nỗ lực rèn luyện và ứng dụng công nghệ trong sản xuất, truyền dẫn chương trình. Trong quá trình công tác thì chúng tôi được ban lãnh đạo quan tâm và chỉ đạo, chúng tôi đã có lên những lịch cụ thể cho từng anh em quản lý ở trên 130 cụm loa ở các ở khu vực thị trấn và các xã lân cận, cùng với 10 điểm thu IP truyền thanh ở các xã trên địa bàn huyện, cùng với phát sóng hệ thống truyền hình số mặt đất được 14 kênh. Thì cái sóng số mặt đất thì hiện tại đang phủ trên 10 km vuông khu vực thị trấn, thì hiện tại được bà con đón nhận rất cao. Sau thời gian thực hiện việc sáp nhập, hệ thống trung tâm truyền thông văn hóa cấp huyện đã và đang phát huy tốt vai trò là cầu nối đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin được kết thúc tại đây. Sau đây là những thông tin dự báo tình hình thời tiết đêm nay và ngày mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ các nơi trong tỉnh, thành phố Sơn La 23-30 độ, huyện Thuận Châu 24-31 độ, huyện Quỳnh Nhai 24-31 độ, huyện Mường La 25-35 độ, huyện Mai Sơn 23-30 độ, huyện Sông Mã 24-33 độ, huyện Sốp Cộp 24-33 độ, huyện Bắc Yên 23-30 độ, huyện Phú Yên 27-36 độ, huyện Yên Châu 24-34 độ, huyện Mộc Châu 22-28 độ, huyện Vân Hồ 22-28 độ.